Chủ quán, chủ quán đâu rồi? Sao không ra đây tiếp khách? Còn tiểu thư, tiểu thư chờ đợi ai mà khắc khoải giữa cánh trời, khi bên trời sao phía thưa thớ và bóng trăng đã mòn mỏi ngủ trong đêm. Tiểu thư, tiểu thư gặp người khách ấy để làm gì? Hoàng tiểu thư, tại sao? Thôi, tiểu thư hãy về đi, vì người khách ấy sẽ không bao giờ đến nữa. Là một kẻ đưa tình đến trong khoảnh khắc rồi sẽ ra đi dội và khi một kẻ sắp đi xa không dám nhìn mặt người thương nói lời từ ta tôi ganh mướn tâm sự người ta như một cách lỡ hành sầu tư nơi quán lạ cuối quê thay mặt kẻ ra đi để nói lời từ ta trong lòng vậy thì tiểu thơ hãy xem tôi như người trong cuộc để cho lời nói tôi được xúc cảm thêm lên đó là một giấc mơ vô cùng quyền diệu của những người trong cuộc đối mặt với ly trăng nửa đêm khuya giờ như sắp hồ tàn chỉ còn lại đâu đây chút hương thừa đêm đưa tiền cho kẻ ra đi được ôm trọn giấc mơ đầu hầu làm hành trang cuối của đoạn đường chưa biết sẽ về đâu rồi sáng ra mới thấy mình trơ trọi trên dăm ngàn lấp lửng bụi đường quanh mặt lại chỉ còn sương và gió đang đuổi xô nhau về một phía trời xa trò của người khách ấy vì đêm này là đêm tối của chia ly người ở lại sẽ bước lần lên kêu tôi còn kẻ ra đi thì mà mất mưa chân xa đó là nỗi niềm tâm sự thiết tha tôi xin gửi lại cho nàng vinh diện
xin hãy nhìn nhau bằng nỗi lòng đưa tiền, nhìn nhau bằng nước mắt chảy tự ly. Rồi mai đây, rồi mai đây đôi ngã chia ly, tôi với em sẽ không còn gần nhau nữa. Một đêm này gặp gỡ nữa mà làm chi, vì lần chia tay là vĩnh biệt nhau rồi. Không, tôi chỉ là Hoàng Thúy Linh. Hoàng Thúy Linh ơi, còn gì nữa Thúy Linh ơi? Bởi từ xưa cha nàng đã cướp mất của tôi tình phụ tử thiêng liêng. Làm cho tôi suốt đời đau như một kiếp bèo dạt vào mưa gió. Mới 4 tuổi đầu, tôi nào có tội tình chi. Nếu giữa hai ta không có bức tường ngăn cách thì bướm sẽ tìm quá qua rơi bướm hát bài ca làm đẹp ánh trăng trong. Hãy xa ta ra. Trời ơi, ta vừa trải qua một cơn xúc động, ta vừa rơi vào một đáy vực bơ vơ. Vừa đêm đông xe lạnh sương mờ, từ tận cùng mặt với trăng sầu. Đường ta đi biết sẽ về đâu, mà chẳng thấy trước thấy sau, hay từ quá khứ hiện về làm cho ta xúc động. Thank you.
vì ngoài kia là cuốn giáo 8000 giáp dễ đang chờ lên. Thế mà nơi đây em đã lộ nguyên hình, nếu linh còn dở chút kỷ niệm buổi ban sơ, xin hai đời chờ gặp nhau trong mộng mây. Đời mang nhiều ly hận, thôi đành nói câu giả từ. Lòng ta nghe quán hờn ra trào, thôi đừng bận lòng nhau chi, để hai nẻo đường cách chia dấu tôi cam phận. Quả thuy linh